chúng ta lưu nha, đây là dòng chọn số bên ta lưu nha, góc đuôi mà chúng ta bất tập trung và chuyên người mình cũng như cơ rất cao. À, vâng, thân gửi lời chào trân trọng đến quý anh em nghệ nhân ngày cuối tuần. À, chúng ta lại gặp nhau ở trên livestream của Ngọc Dân We Food các bạn nha. Chúng ta trước khi mà xem, chúng ta chỉnh nghe màn hình từ sáng màn hình lên rồi chỉnh ghi văn cho nó vừa nha, và xe bài cho anh em chúng ta theo dõi trận đấu ngày hôm nay. À, kính thưa các bạn, chúng ta đang theo dõi trận đấu 10 chiếc xe tại câu lạc bộ Vườn Chim do bạn Thảo Văn đứng ra bạn tổ chức. Câu lạc bộ Vườn Chim là câu lạc bộ tôi cũng khá lâu năm, cũng quy tụ nhiều chiến binh hay về đây tham dự ngày hôm nay. Chiến binh xe hơi khó luôn các bạn. Đế Vương bữa nay quân tính quận 2 bữa nay cũng có mặt ở giải đấu lần này. Mình nói chia sẻ với bạn chút xíu, mình quay quanh kia thì bây giờ chúng ta còn đang 32 lòng. Vâng, 32 lòng, loại 2 lòng nữa là chúng ta có những top 30. Top 30 chỉ có 1 triệu thôi các bạn. Top 30 là 1 triệu, top 20 là 4 triệu. Giải nhất là chiếc xe Vision, giải nhì là chiếc xe Yamaha Superb, tổng giải ba là 2 chiếc xe Cup, giải chiếc xe Quay, và 6 giải quân cấp là 6 chiếc xe Cup. Ai không có lấy tiền, không có lấy xe thì lấy tiền. Khuyến khích là 9 triệu, không phải top 20 là 4 triệu. Giá vé ngày hôm nay rất là mềm, 3,5 triệu rất là dễ chơi các bạn ha. Mình quay qua bên kia rồi chúng ta nói chuyện với nhau sau ha. Ok anh em cần mình nói cho đúng nghe các bạn. Anh em cần xem phim nào các bạn cứ báo mình để mình zoom lại các bạn ha. Hôm nay mình chọn ở góc quay ở phía bên này, quay vào quay ra. Nó rất là dễ nhìn. Chiến binh số bao nhiêu phải chia tay cuộc chơi rồi. Chú sinh 54 dừng cuộc chơi và 28 dừng cuộc chơi, là hai chiến binh cuối cùng vô top 30 rồi các bạn nha. Ok, trọng tài đang giờ chim, quay quanh kia đi. Mi Văn, anh có đi con nào không? Văn, anh có đi có nửa con à? Nửa con là vậy nè. Bạn Đạt Hoàng là anh em chơi với nhau ở trong đội đó, thì bữa hôm qua bạn cũng thiếu chim chơi, bạn nói anh ơi để con chim đó cho em đi, thế là mình đặt vé rồi, anh nửa với em, nửa với em, để con chim đó cho em. Té xuống hồ cho té đâu em, ở dưới là một cái hồ nước quý vị. Đây, hello bạn Đồng Xu. Điều hành giải đấu hôm nay là nhóm trọng tài Nhân Tâm gồm có anh 66 có chồng chim nữa. Huy Lan, anh Quân, anh Khanh, anh Công Bùi, anh Quốc Nam, anh Công Thảo và anh Thơ là những người cần cân. Đây giới thiệu chim cho các bạn nghe ha. Mai Trọng Thái, anh chào em. Anh có đi một chiến binh mà có nửa chiến binh. Bữa nay là 9 giờ tối hôm qua là thuộc quyền sở hữu của người khác này. Đưa lại cho anh em đi chơi. Đạt Hoàng mà đã vô top 30 rồi. Đây các bạn ha, giới thiệu sơ chim cho các bạn xem ha. Chiến binh số 41 là chim của bạn Mỹ Dũng ở Đắk Lắk. 42 con cấp quan đó là của bạn Mỹ Dũng nha. Con phía bên tay trái của chúng ta là chiến binh cầu thẳng của bạn Khôi. 48 tiếp tục số 1. 66 42 là chiến binh Rolex của bạn Đại Dưỡng. 66 và 01 khá chậm đi. 66 và 01. Số 53 là chiến binh Đại Đế Đế Vương các bạn, bung xe các bạn thấy không? Ở phía bên tay trái của chúng ta là Đế Vương, chiến binh đã từng lái xe hơi ở ngoài Quy Nhơn các bạn, do giải do bạn Trần Mạo Việt tổ chức, lấy giải nhất ở ngoài Quy Nhơn. Và đặng đây là trận đấu đầu tiên của bạn ấy sau mùa lông mới, đánh sáng giờ rất ổn. Kế bên là chiến binh số 40 của bạn Đạt Hoàng, Tàu Tốc Hành. Chiến binh này bạn Tàu Hành của bạn Đạt Hoàng ở Gò Vấp, bạn cũng đã lấy 3-4 chiếc xe rồi. Chim bữa nay cũng toàn chim hay. Chiến binh số 24 là chim của bạn Ánh Minh Minh.
Bạn Ánh Bình Minh với bạn Tâm Quang đang có hai chiến binh 24 và 25. 25 là phía bên kia. À, bạn Nguyễn Mến, chiến binh số 13 của em còn không em? À, vừa rồi đánh tốt quá mà nghe nó có một lần sỉ lông mà không biết có đó bị chia tay cuộc chơi không? À, rất là tiếc các bạn, may mắn trong một cái trận đấu nó rất là quan trọng, bạn rất mạnh như bạn trong những giây phút mà gây cấn mà bạn quẹt lên một cái thì bạn cũng chia tay cuộc chơi. 40 là tốc thành dụng cuộc chơi, 01 dừng chơi, 40 là chim của bạn Đạt Hoàng. Vừa rồi mình không có quan sát kỹ các bạn, nhưng mà chim này là lông cũ rồi nên thành là bạn cố gắng bạn đánh, vừa rồi bạn mới đánh ở bên chỗ ở vườn ở làng hoa mới lấy viên nhì xong bữa nay đánh nữa, bạn đánh hơi bị dày quá nên thành là có lẽ là chim nó cũng đuối lực các bạn, đồng thời là lông chim nó cũng đã cũ rồi. 42 chim bạn Rolex của bạn Mỹ Dũng sau khi chấm biên đuôi trắng vô Rolex ché như điên. Chúng ta đang theo dõi còn hai mái chim nữa, loại mái chim anh 26 con, còn lại 26 chiến binh nữa các bạn nha. Như vậy vòng vừa rồi loại hơi nhiều. Những vòng loại như thế này thì trọng tài thường thường thì loại chẳng chim thôi, nhiều ít trong quan trọng. Các bạn có nghe được âm thanh không ạ? Tự nhiên cái màn hình của mình nó cứ chớp chớp lên, nó có giống như loa nó bị tắt vậy đó, mà không biết có bị gì không. Bạn Phước Biểu gió anh không có đi, để gió nên mai đi Phan Thiết, mai đi Bình Thuận. Các bạn, bạn Huy Quang, bạn trả lời giúp mình đi coi thử âm thanh như vậy có đủ nghe không, tại vì trên cái màn hình mình nó cứ báo cái loa nó bị gì á. Ngon lành, ok, trung rồm, cảm ơn em. Rồi chúng ta tập trung chuyên môn ha. 49 có sự vụ, bạn đứng ở góc biên phía tay trái, đứng gần trọng tài nghe trọng tài nói. Mình nói nhỏ các bạn trọng tài nghe, trọng tài nói lớn không mà nghe. 49 nó mất tập trung. Chiến binh thần tốc là số 24 chăng? 66 đang chậm sâu chứ không chậm 66. 66 cái tập thì chúng ta lớn nha. Ở dòng này mình chỉ cần chậm chứ cái ba đường cái đường cao rồi. 55 đồng mất tập trung. 55 cũng đứng ở ngoài ngọn các bạn. Phía bên thì trái của chúng ta, trọng tài nhắc chiến binh số 49 rồi, bây giờ nhắc qua chiến binh số 55, đứng ngoài ngọc biên đâu đó được rồi. Chiến binh Rolex số 42 của bạn Bị Dụng tiếp tục cất tiếng ché, kết chiến binh số 42, 27, chiến binh số 27 là chiến binh đuôi trắng, đánh rất là hùng hổ các bạn ha. 22 là chim của bạn Khôi ha. Chim này vừa rồi lấy nhì ở câu lạc bộ Bình Thọ. Bạn đánh không quá mạnh nhưng mà bạn đánh rất đều. 02 bạn dí quá, bạn rớt bốn một lần. Chiến binh số 07 ở phía bên kia trọng tài nhé. 50 là gãy mặt, lỗi phụ cũng có thể là liệt kê vô các bạn, liệt kê vô điểm trừ. 50. Có thể nói là cặp chim của bạn Bảy Dũng ngày hôm nay, bạn ở trên Đắk Lắk, bạn xuống hôm qua, ngày hôm nay bạn, hai bạn ấy đánh rất là xuất sắc, số 41 và 42. Chúng ta chỉ có xem được phía bên này. Bạn Tâm Quang đâu rồi? 24 hay quá. Bạn Tâm Quang, bạn vô, bạn trả lời 24 là chiến binh gì đi bạn? Thông hết vòng rồi, trọng tài đang so sánh để hạ chim nào các bạn nha. Rồi chốt phía mặt bên này rồi. 02
Về trường hợp ở dòng này chúng ta là tên không phải là sao kè. Đó là cái chủ tử. Chúng tôi có rất tốt hơn. Anh trước khi bắt đầu sẽ tăng sự nhất. Ở dòng này rất có hai lần. Anh có cùng tên chủ tử. Gái mặt, chủ tử, ăn uống. Chủ tử, rất cố. Một lần chủ tử, đánh cốt, một lần biết. Chúng tôi có trọng trị. Và phòng tên tăng chủ tử. Phòng ăn uống, chủ tử, chủ tử. 49 dừng cuộc chơi ngay từ đầu mà đã nhắc rồi hả bạn ha. Và khi nó dùng mạch chúng ta bắt nhịp vào các cặp hoa tần đánh dây, sau đó là di chuyển đánh tốt vẫn được tiếp đó là không chín. Trước tiên chúng ta đã chín trọng tâm cái mặt không phải dừng chơi. Không phải dừng chơi. Phim kia mình vẫn quan sát được hay các bạn ha. Mà tôi là rất nhiều phải đồng rất là cân nhắc ở dòng này phải dừng chơi là 35. À, 35. Trước tiên ta đánh mất được cho mình khá, có nửa đôi nhẹ, nhưng mà nửa đôi không ai được, nhưng mà tầm của ta để lớn cách. Có nửa đôi nhẹ, và về sau thì có tầm thương, và có mất tập trung, ra mối, tầm thêm ta giải mặt, cho nên 50 giờ một chơi. À, 50 giờ một chơi. Như vậy vẫn chưa ra hàng các bạn, còn 21, 22 lần. 25 đi trước. 25 được đi trước. 25 đi trước. 25 được ưu tiên. Được ưu tiên đi trước, số lớn đi trước. Bạn Khôi, Đại Khôi đang xem. À, bạn Tâm Quang nữa rồi, anh đi mấy con bạn Thọ Luxury, anh đi có nửa con rồi, có nửa con bởi vì nhà chiến binh gió và núi, chiến binh gió của mình ngày mai mới đi, bữa nay đi có nửa con chiến binh chưa có tên, nhưng mà chim đó là bây giờ là thuộc quyền sở hữu của bạn Đạt Hoàng rồi, tối hôm qua đã nhường lại cho bạn ấy và buộc bạn ấy phải đi cái vé đó, bạn đi nửa vé mà đi nửa vé. Chiến binh số 16, cắt tiếng ché. À, chưa ra hàng nha các bạn. Như vậy là chúng ta đang còn 22 chiến binh, 2, 4, 5, còn 22 chiến binh. Hai chiến binh chịu thiệt thòi ở vòng đấu lần này là số 10 và số 25 được chuyển qua tháp chiến kia. Bạn Ánh Bình Minh và bạn Tâm Quang. À, số 10 đang đứng ngay góc biên và số 25 đứng ở ngoài đầu ngọn góc biên. À, bạn Trương Phòng Hoài Phong đặt hỏi chiến binh nông dân, anh để ủ hộ nông dân không biết là còn mấy con, anh không biết nữa, để coi Lộc còn không ta. Lộc Phạm là Đạt Hoàng còn 3-4 con gì đó em. 1, 2, 3, 4 con, 5 con, còn 5 con em, 5-6 con gì đó em. 32. À, 52 và 02 đang kết nhau. Ok, anh Thương Chim Cảnh. À, bạn Minh Hải, ngày hôm nay không đi chiến binh nào. Gió, núi, nông dân là cũng không đi. Mai mình đi một vé ở ngoài Phan Thiết các bạn, trưa mai chúng ta đón xem một trận đấu hay các bạn, nhìn danh sách là chúng ta biết là một trận đấu hay. Chết cha chứ bên số 02 căn cước rồi các bạn, rớt căn cước bị lỗi quá giữ chim nên thành bị căn cước các bạn, tiếc không đang kết của chúng mình 52 quá bạn, nghiêng người xuống bằng căn cước lỗi đó trẻ. 42 41 41. À, rồi vô tốt. Vô top 20. À, rất là nhiều anh em phấn khởi. À, trọng tài đang làm việc các bạn. À, có vẻ là không khó khăn để loại hai chim ở vòng đấu lần này đâu. À, chiến binh số 41 của bạn Bảy Dũng là tiếp tục cắt tiếng ché, đánh rất là uy lực. Bạn Bảy Dũng là nói chung là đầu tàu của đội Bifood ở trên Buôn Ma Thuột các bạn.
À, chim của bạn bán rất là nhiều luôn, chia sẻ những chim biên hàng nặng cho anh em chơi toàn cả nước. Đó là bạn Mỹ Dũng giới thiệu sơ với các bạn như vậy. Bạn sở hữu cả 100 chim biên. Ở bữa mình ngồi mình cộng cộng lại mình thấy tiền cũng đâu cũng hai chỉ mấy 3 tỷ tiền chim đó các bạn, cũng kinh đó. Trương Việt Ngoài, có chim anh Hiệp không? Sáng nay không thấy có bạn Hiệp và chắc không có chim rồi. Số 10. Hai mỏ. Đó, tiếc không các bạn, chiến binh số 02 ở vòng đấu lần này là thật là đáng tiếc. Bạn đánh mạnh như thế nhưng mà bạn trộm xuống mặt căn cước hai lần nên thành chịu chết. Ok, xe chắc dễ bụng mới thuộc quá anh Hải ơi. Mình đi chiến binh chưa có kịp đặt tên nữa. Mang số báo danh 009 phía bên kia. Quay nay còn Quang Cuny, Quang Cuny vừa sáng nói số nhiều quên mất tiêu rồi. Quang Cuny vừa sáng cũng đánh hay lắm á. Quang Cuny đâu? Quang Cuny số bao nhiêu quên mất rồi. Hồi sáng bạn giới thiệu đánh tốt lắm, 16 chăng? Không phải. Con MB là của bạn Quang Cuny mà quên mất số bao danh. Trọng tài đang làm nhiệm vụ của mình, giờ chia ra thành hai hàng. Bên này quay đẹp nhưng mà hồi giờ không kêu anh Quang này à. Đáng trách để cho anh đứng ở trong kia anh quay ra nó không có rõ bằng bên này. Anh chào toàn Bia Biên nha, chào em. Lần đầu tiên anh thấy có người khen anh đẹp trai á. Bạn Văn Thảo để cái điện thoại phía trước để bạn lấy những hình ảnh ở trong cái trận đấu. Em quay trực tiếp luôn hả? 22 vừa rớt. Vậy à? Bạn Trần Mẫn Nguyễn Đức vừa rớt. 22 là con nào ta? Chứng minh số 10 MB à? MB à? Thỉnh thoảng mình cũng sẽ liếc ngang qua mình xem các comment của các bạn. Đâu đó mình cũng không biết hết được chim các bạn. Nếu các bạn biết là các bạn cứ báo cho mình biết để mình zoom lại cho anh em xem ha. Okay. Kết thúc thời gian cũng là chim. Bạn toàn đẹp trai. 41. Cất tiếng ché đặt một chân vào vòng trong. 41 là ché luôn nha. Ché rất là uy lực, chứng minh các quan của bạn Bảy Dũng rất là uy lực. 66 đang đứng ở giữa sào. 42-41 là của bạn Bảy Dũng, ché nát sào luôn, quá ghê gớm các bạn, quá ghê gớm cho chứng minh. 22 con chầm chim. 24 ngồi sáu ché, số 10 múa. 09 là cũng hơi chậm chim. 55 có mất tập trung một ba luôn. Mà 18 có chậm chim. 09 bung xè. Lợi thế. Anh xè hết bảng. 010 mua máy hơi lâu. Dừng lại rồi không biết kịp không. Như vậy là số 38 66 và 24 là trọng tài nhắc nhở ở mảng phía bên bề phải của chúng ta ha. Đúng là 66 24 đánh lại rồi, 24 đánh lại rồi.
những giây phút cuối thì đánh được lên. Hai bốn hai lăm là chín nhà. Bạn Nguyễn Mạnh gửi lời chào đến bạn. Biển đời xa quê, anh như lầm được 5-6 xe rồi, tổng cộng được cũng 14-15 xe rồi. Dạ anh Hoàng BT, anh Hoàng hôm nay không đi chiến binh gió anh. Mình đi chiến binh có nửa chiến binh rồi các bạn. Số 09 ở bên phía kia kìa, đánh cô không được tốt lắm, vừa rồi có nhắc nhở. Nhưng mà bạn Đạt Hoàng đang xài hiểu rồi các bạn ha, ngay từ tối hôm qua rồi. Vé bữa nay mình đi có nửa tiền. Để chiến binh gió ngày mai đi. Chim ở trên sào có nhiều chiến binh đang đánh rất là bùng nổ, chẳng hạn 41, 42, 16. 66 và 24 là có rủi ro. 24 vừa bắt nhịp xong thì hết giờ, không biết kịp hay không. Hai bốn thì cuộc chơi những như phút cuối bạn buồn lên bàn đánh nhưng mà không kịp thời gian nữa rồi. 24-25 là một cặp chim nhà, bây giờ bắt đầu đánh lại không kịp. Bây giờ phải tiếp 22 giờ một chơi, 38 giờ một chơi, 38 có vô mình nữa. Mình chấm hàng ngang ha em. Mình chấm hàng ngang. Như vậy là nhóm ở bên anh Huy Lan là chấm hàng ngang các bạn nha. Tức là mặt bên này 10 chiến binh, mặt bên kia 10 chiến binh. Có nhóm trọng tài khác thì chấm phiên thì trái, phiên thì phải. Đó, chúng ta phải hiểu như thế các bạn nha. Chiến binh số 25. Bạn quan có đi thì các bạn hồi nãy mình quên mất cái số báo danh mất tiêu anh chào Tâm Nguyễn, lâu quá rồi anh em không gặp, nhớ lắm rồi nha. Bữa nào Giá Đò mời anh về Quy Nhơn chiến coi. Hay quá. Chiến binh số 32 bạn Buôn Phè, chim của bạn Trung ở trên quận 12 các bạn nha. Chiến binh này cũng rất là nhiều giải rồi, bạn đánh chậm nhưng mà bạn có đọc chiêu là Buôn Phè. Chiến binh số 25 được dời vô phía trong. 27 là đu trắng, có chậm một nhịp, bạn lòng cấp quan. 41 của bạn Bình Dưỡng, số 53 là chim của anh Tính quận 2, chiến binh Đế Vương. Là đang đứng ở ngọc biên phía bên tay trái chúng ta. 09 đó, Linh An có chậm nhịp, tiếp tục trung cầu. Ta 17 và 21 là phiên tay phải của chúng ta. 09 đánh lại rồi.25 chạy lại, 32 buông xòe, bên này 42-41,
vòng tròn đã kết thúc. À, 16 đánh tốt quá, đế vương của anh Đại phải không anh Nhân? À, đế vương là chiến binh của anh Tính ở quận 2. Chim này là lái giải xe hơi ở ngoài bàn trong một việc tổ chức ở ngoài Bình Định, Quy Nhơn các bạn. À, số 53 đứng phía bên tay trái của chúng ta, đối diện với chiến binh cấp quan của bạn Mỹ Dũng số 41. À, hai chiến binh này không nghe đọc tên ở vòng đấu vừa rồi. À, nghiễm nhiên là chúng ta chắc chắn là sẽ được dời vô phía trong rồi. À, số 21 và 17 cũng đứng ngoài góc biên. Số 10 hả? Quan, số 10 hả? Số 10 hả? Đó, vậy là các bạn nhầm nha các bạn. Chiến binh của bạn Quang Quang Huy là số 16 trong phải số 10. À, 16. 32 buông xe, lợi thế không? Hai bảy dừng một chơi, 25 dừng một chơi, 25 dừng một chơi có dung mình, à, có chậm chim một chút, 27 và 25, không chính đi tiếp. À. À, 59 dừng cuộc chơi và số 04 dừng cuộc chơi. Như vậy là bạn đạt màn. À, các bạn, số 16 là chiến binh của bạn Quang Kony. Bạn này tên MB. À, lần trước mình rất ấn tượng để bạn đánh tại giải ở đây luôn, giải 10 xe hay là 4 xe gì đó, nhưng bạn đánh xuất sắc. À, mình cũng rất là thích, tuy nhiên nó chưa hợp duyên với nhau, không đến được với nhau. Còn hai chiến binh nữa. À, bắt đầu. À, số 53 được chờ phía trong. À, số 10 đứng ngoài góc, mắt tập trung vào màn hình. À, số 10 vòng đầu tiên ở lượt cuối cùng ở vòng loại lần này hơi chậm một chút xíu, hơi mắt tập trung một chút xíu. À, vòng này ban tổ chức gọi là hai chim căng thẳng các bạn. À, buông xe cho số 32. À, 32 ghi điểm, 41 của bạn Mỹ Dũng qua bên kia, 42-41. À, 42 số 10 là thấy có rủi ro rồi đó các bạn. À, 42 32 gái mặt buông xe. À, rủi ro cho chim số 10 và chim số 42. Rồi 42 cũng đang chạy lại rồi các bạn ha. À, rõ ràng là chúng ta nhìn thấy số 16 là chắc xuất ché luôn, 41 mà bạn Bạch Dũng đã cất tiếng ché uy lực ở tại vòng đấu lần này. À, số 10. Các bạn nhận định là chói số mình mấy nhưng mà trọng tài không có nhắc. 42 lại mất tập trung, tiếc không các bạn, đứng ngồi góc biên mất tập trung, nhưng mà bây giờ chim nọc xỉa một cái chim đến mặt liền ha. À, cơ hội vẫn còn đó, giờ vẫn còn. Rồi xong, 55 cuối xuống sẽ lòng các bạn. Trong khi đó là số 10 bạn mất tập trung lúc đầu và sau đó là bạn có chạy, nếu mà chạy ra ngoài là nhiều hơn. 55 đã đụng lông rồi các bạn nha. Đã kết thúc. Vâng, bạn đặt ngoài các bạn, bạn đặt ngoài này các bạn. Đó. Đang vui các bạn. Bạn đặt ngoài đấy các bạn. Trọng tài hả? À,
trọng tài đang so phiếu nè, những chứng minh đang có rủi ro ngày hôm nay và dòng cuối cùng nè, trọng tài đang so phiếu nước mặt nhóm nhân tâm ha. Số 10, số 55, 55 là có lỗi xỉa rồi, số 42 là những chứng minh bị nhắc tên nhiều nhất. Ba mươi hai đi tiếp. Con quay chứ mà không rõ ràng. Đúng, bạn hồi nãy bạn có một bạn comment là nhưng mà không bắt lỗi máy do lỗi máy nó không rõ ràng. Đấy. Bạn 55 bạn dính lỗi xi lông dừng cuộc chơi. Anh tính quận 2, số 52 là chim của anh 21 là chim của bạn Lộc. Chim của bạn Trung, chim của bạn Đạt Hoàng nè các bạn. Nên nè, chim này là mới tối hôm qua là của mình, bây giờ là của bạn ấy rồi. Anh Trần Hùng Trần Tiến, chim của anh tính quận 2, bạn Phạm Phố. Một anh đẹp trai đã quên tên gì quên mất, anh Bài Dũng có 2 chiến binh. Số 17, anh đẹp trai không biết. Anh này nè. Anh này nè, không biết anh tên gì thôi. Còn ăn không? Bông xà hỏi. 32, 42 của bạn Bài Dũng. Bạn Bài Dũng đẹp trai chưa? Ngầu chưa? Bạn Quan Pony. Bạn Lộc. Đây là Đạt Hoàng. Đế Vương quá đẳng cấp. Dạ mình làm việc lớn chút các bạn. Các bạn thấy mình uy tín ghê không? Được chia số luôn trong một giải đấu lớn nè. Ghê thiệt chứ. Chết cho bà Bảy Dũng rồi. Các bạn bốc hết để bà Bảy Dũng bốc cuối cùng. Cuối cùng số 3, số 8. Tức là mình cũng sốc lên rồi nha các bạn. Mình cũng sốc lên rồi. Nhưng mà để các bạn bốc hết đi, bà Bảy Dũng lấy sau cùng thì cuối cùng là bà Bảy Dũng đã được số 3, số 8. Bạn Hòa Giả chắc mai mới thi quá, bữa nay không có. Mình biết mặt mình không biết tên rồi, mình ra mình hỏi anh đó các bạn để nói chuyện cho nó vui. Anh đó là anh Hiệp ở quận 12, anh này nè các bạn, chiến binh số 017. Chim đã vô tới đây là đã hay rồi các bạn ha. Quá hay luôn chứ phải hay bình thường nữa. Bạn Bị Dũng may mắn đi chuyến này bạn trầm lòng hai chiến binh. Lấy hai xe. Không có anh Hiệp hôm nay, chắc để anh dưỡng sức, ngày mai anh đi quá. Bữa nay có đi con nào không? Như hồi nãy giờ mình cũng có trình bày đó. Bị Dũng ăn to quá. Có số báo danh sẵn ở trên sào rồi các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rồi. Có duyên thì hưởng thôi. Chiến binh của mình mới vừa tuyển của bạn Lâm Bình Dương nhường lại. Rồi bạn Đạt Hoàng thích quá. Bữa qua không có chim đi thì mình nhường lại cho bạn Đạt Hoàng luôn. Đấy. Xong rồi cái vé đó mình anh em chia đôi, nghĩa là chiếc xe này nghĩa là chiếc xe này mình cũng sẽ được chia tiền các bạn. Sướng chưa, thời nó tới rồi. Tính là không có đi nó đâu, đi con khác, đi cho núi. Đây là trăm đồng nè, Bigfoot nha, mày cũng mà không phải Bigfoot nữa, anh thiến giái mày luôn á. Fan các bạn. Bảy Dũng là một người em ở Buôn Ma Thuột chơi đất thăng, hồi nãy mình nói là cũng đầu tàu của Bigfoot ở trên khu vực Đắk Lắk, và bạn chơi với Bigfoot là rất là trung thành, đến với nhau bằng tình cảm thật sự, không vụ lợi, không có bất cứ một cái sự tính toán nào cả. Rồi anh em chụp hình.
À, như vậy bạn Đạt Hoàng lại bóc, bạn Đạt Hoàng lại được anh Bảy Dũng anh chia lại một cái gọi là số 3. Fan với nhau ghê thiệt. Rồi tám chia lại đó. À hả? Bảy Dũng chia lại con. Chia lại cho Đạt Đạt. Ừ. Anh được tối không? Anh được tối. À. Quý Minh lụm luôn. Bạn Quý Minh chiến binh số 16 là của em đúng không? Em là sở hữu cũ sau này bạn Quang Cuny đúng không? Thảo anh nữa. Bạn Thảo để cái camera phía trước đó các bạn, nên thành bạn hãy chỉnh thôi, không có gì hết bạn. Bạn chỉnh trong lúc mà chúng ta chưa có xem trận đấu đâu. À, chim bằng Bị Dũng lên, chim anh Trung bên kia lên, chim của anh Hùng Trần Tiến số 52 lên, số 21 của ai quên mất tiêu. 21 của bạn Lộc, số 17 của anh Hiệp. À, mà anh Hiệp ở quận 12. À, 5 giây ổn rồi chim. 41 tự tin ghê, tự tin để quay góc biên luôn, hy sinh cho anh em ở chính giữa luôn. Nhà quê. À, số 53 mất tập trung, cọp mất tập trung, cọp đứng ngoài biên. Bảy Dũng ché luôn, 53 đứng ngoài biên. 41 ché rồi. 40 ché là ché rồi. 53 mất tập trung, cọp mất tập trung các bạn. 26 con mất tâm, 41 ché rồi. À, hai mươi sáu lỗi nhịp lần thứ ba. À, trọng tài nói mình nghe các bạn nha. Công chính coi mất tập trung. Bốn mươi hai tiếp tục chúng mình. 42 là chiến binh Rolex các bạn. Vô tới đây đã quá hay rồi. Rolex các bạn cũng nhiều giải rồi. Giá trị của bạn cũng lên, cũng hơi cao cao rồi. Bạn đánh rất là ổn định giải. Sáu năm mất ta tập trung một chút. À, vòng tròn đã kết thúc. À, như vậy là trọng tài có nhắc chứng minh số 09, chứng minh số 42, chứng minh số 26, chứng minh số 53. À, những chứng minh mà trọng tài có nhắc, những chứng minh nhắc thì không có nghĩa là bạn bị loại, nhắc là để so sánh, nhắc để cho anh em tập trung coi chim của mình và so sánh với những chim bên cạnh. À, trọng tài đang so phiếu để loại hai chim ở vòng đấu lượt đầu tiên vô 10 xe lần này. Bạn Thảo Văn các bạn, bạn tổ chức rất là uy tín, bạn cũng thường xuyên tổ chức những giải đấu lớn. Câu lạc bộ vườn chim là câu lạc bộ cũng khá lâu năm, một cái không gian chơi chim rất là ok tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. À, 42 đứng ở vị trí chính giữa. 53 và 26. Hai mươi sáu dừng cuộc chơi, 53 đi tiếp. Như vậy là dòng nào dời đồng nào em. Rồi. À, số 1 đi trước 41. Bạn Bị Dũng là thiên thời địa lợi rồi. À, giải này ở tại Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, giải bạn Thảo Văn câu lạc bộ vườn chim. À, bạn đứng ra tổ chức, bạn Bị Dũng thiên thời ha, đang ở một vị trí đẹp. À, sự may mắn bạn mạnh mẽ nữa là ok. À, vòng này là 32. 32 53 đứng ô biên phía bên tây. 53 đứng biên phía tây trái. À, 21 và 17 đứng bên tay phải.
À, 41 của bà Bảy Dũng mạnh mẽ đó. 32 rồi còn ngang. Chim đang rất đều nhau. 52 đang chậm chim. Không chín có mất tập trung và coi du mình. À, 09 thì chiến binh này cũng hay có những lúc bung xòe là các bạn. 52, 17 mất tập trung. 17 đang quay ra ngoài. 21 cũng mất tập trung. 9 đang đều. 아, chim đang không quá mạnh các bạn, đang đều. 16 có một lần giữ mình. 17 thì lơ nhiều. 아, chim đang yếu, không có bùng nổ ha. Trong tiếng ché ở vòng này không có. 09 bọn 17 tiếp tục hả? Con này. À đúng rồi, anh xem 4G. Ừ. Đúng tháng. Thế bạc ra sao mà mình mua cứ lớn lớn tí nha. 09 đánh lại tốt rồi. Kết thúc. Chúng ta đang có những chiến binh đang so sánh. 17, tôi nghĩ là 17 là rủi ro lớn nhất. 09 có nhắc nhở, 17 có nhắc nhở. 2 là hai chiến binh này nhắc nhở nhiều thôi, chứ có chiến binh nào nữa đâu nha. Có không? 32, 32 có nhắc nhở không? 32 là chim của bạn này cũng hay buông xòe lắm. 32 hơi phè một chút. Của bạn Trung ở quận 12. À, 052 coi dung mình mà không thấy nhắc. À, các bạn coi kỹ thiệt. Năm thủy được tông tốt nhất ở ta hình bộ tâm cỏ rất tập trung lên mặt người khá nhiều, cộng lên cả chu vũ và mà tâm của đất tức lọc lên không chính như chơi, không chính như người chơi. Ta đối kháng nhau là 21 và 17, hai chiến ta đều có mất tập trung, nhưng 17 chiến ta mất tập trung lên mặt có nhiều và trong còn khá đầu, hai có vấn đề nhưng mà 17 chính như người chơi, 21 được biết. 17 và 21 so sánh, nhưng mà 17 lơ ra nhiều hơn nên thành là 21 và được tiếp tục cuộc chơi. 53 được chờ vô. Một vị trí đẹp, đế vương các bạn. 32 được chờ qua phía bên tay trái. 32 là chiến binh hay được bung xòe lắm các bạn, của bằng Trung ha. Mà lọc số báo danh lại cho các bạn chúng ta theo dõi tiện ở trận đấu lần này. Số ở ngoài cùng phía bên tay trái của chúng ta, phía mặt chúng ta số 32, 41 và 16. Bên kia 21, 53 và 52. 21 mắt tập trung trong những phút đầu trọng tài có nhất. 41 của bạn Mỹ Dũng đánh chắc quá. 53 cũng đang ổn, nhưng những giây phút đầu chưa nói chuyện gì trước các bạn ha. 16 bạn cũng đứng hơi chậm còn một chút. 16 với 52 đối diện nhau. 21 cũng 21 cũng lo lắng. Còn 6 chim phải so sánh. 16 cũng là chứng minh đang chậm chim so với 16 ta lý là cho ra mình giữ chậm hơn chim còn lại. 52 có chậm chim. Chào bạn Trần Hùng, tình khoản chào các bạn cái ha. Tổng chào các bạn đó. Đang rất là căng thẳng. 52 chậm chim, thực ra là bạn cũng vẫn đánh so với các bạn khác như vậy chứ không phải là chậm. Mình nghĩ như thế bạn vẫn chạy đúng không bạn? Nhưng mà đúng rồi. Có lúc là cũng dừng lại đó, có lúc cũng dừng còn lại đó. 32 với 41 đang kết nhau. Thời gian đã rõ ràng. Trọng tài đang đọc nhiều tên số 16 và 52. 53 và 41 không nghe nhắc. Chúng ta lấy nha.
À, như vậy là 32 với 41 đang cất nha, 52 là mất tập trung. Bỏng cho chiến binh số 41 và 32. Bỏng 41 là chim có thể là sáng các bạn, bạn muốn chế luôn các bạn, bạn giật giật lên liên tục các bạn thấy không? Bảy Dũng ơi lợi hại quá em. À, 21 bên kia cũng đều nha. Dòng chọn đã kết thúc. À, thế là bạn Bảy Dũng đang cười khà khà bên kia rồi. Kết thúc. À, 41 hay quá. 41 hay quá. À, ché thì ngon. Hôm nay chim có thi chim không anh bạn Nguyễn Ba, bạn Nguyễn Ba. Hôm nay không có thi. Hôm nay mình đi có nửa vé vô cũng đã được chiếc xe các bạn. Chim bây giờ thuộc quyền sở hữu của bạn Đạt Hoàng rồi, hồi nãy có nói với các bạn nghe rồi đó. Đồng 13, 41, 32, 3 chim chắc kèo, còn lại so sánh là 21, 16 và 52. À, 52. Hai ba nhịp, 21 chung một chơi, 21 còn lại yếu hơn, tiếp cho 21 các bạn. Như vậy là vừa rồi là có nhắc 21, 52 và 16 các bạn nha. À, mình xin lỗi các bạn nếu nói có nhầm cám hiệp Đồng Nai. Bằng quan xã. Mười sáu vô. Như vậy là bốn chim đang có mặt trong trận chung kết lần này. 016, 032, 041 và 053. À, khó nhìn. 32 có nước đánh bung xòe nha các bạn. Bạn Bảy Dũng bên kia cũng rất là đáng gồm. Năm giây ổn định chim các bạn, chưa bắt đầu nha. À, bụng xè cho chiến binh số 32. À, phía bên kia Bảy Dũng đang đánh cũng rất là tốt ha. 16 có chậm cầu hơn. À, bỏng 16. Bỏng 41. Bên kia 41 cũng bỏng 16. Banh đuôi chiến binh số 32. Bảy Dũng rất là đáng gồm các bạn, đánh rất là đáng gồm nha. Phía bên này 32 cũng hay buông xè, phía kia 52 cũng chạy đều cầu. Banh đuôi lần thứ 3. Bỏng nhồi. Phiên kia 52 cũng 53 cũng rất đều ha. 53 năm 41 phiên kia cũng rất đều. 32. Ba lần buông đuôi. 16 có vẻ là chậm hơn nhưng mà bỏng rất nhiều. 16 với 41 là bỏng nhiều nhất. Khi mà chúng ta đang ngang bằng thì so lối phụ, so những cái điểm cộng chẳng hạn như bỏng. Buông đuôi. Buông đuôi. Bung đuôi. Bung xè cho chiến binh. Bung xè cho chiến binh số 32. À, rất là đáng gồm. Chiến binh số 32 bung xè. À, bung xè là Bảy Dũng dễ ché lắm nha. Bảy Dũng chỉ có ché mới lấy nhất được. Con nào cũng vậy. Bốn chiến binh này em nào ché thì em lấy thôi. À, chứ 32 là cái thế mạnh của 32 là bạn bung xè liên tục. Trận chung kết đã kết thúc. À, 32 hay quá, 32 buông xè. Phiên kia sắp hết giờ nha các bạn. Số 52 cũng buông xè. Nhìn mặt mình chút xíu cho đỡ quên các bạn. À, phân tích trận đấu ngày hôm nay. Như vậy trận chung kết 40 xe ở giải lần này đã kết thúc. À, câu lạc bộ Vườn Chim. À, chúng ta chờ phân tích các bạn nha.
đồng 23 bốn nhất rồi mà. À, như vậy là 32 và 53 là hai chim điểm cộng nhiều hơn, 16 và 41 lấy với bạn 32 nhất thì rồi. À, kết quả hợp lý đúng không các bạn? À, như vậy là chiến binh số 53 là lấy giấy nhì, chiến binh số 32 buông phè nhiều lần lấy giấy nhất, chiến binh số 41 và 16 cũng đánh tốt, tuy nhiên bạn lấy giải 3 ngày hôm nay. Trận đấu đã kết thúc các bạn nha. Xin gửi lời chào tạm biệt các bạn, trưa nay mai chúng ta sẽ gặp nhau ở tại Legi Hàm Tân các bạn nha. Xin gửi lời tạm biệt các bạn, các cảm ơn các bạn đã theo dõi xe bài, có như là like ở trên livestream, là bình luận nó là rơm rã trên cái livestream của mình các bạn ha. Xin gửi lời cảm ơn các bạn, chào các bạn. Một ngày cuối tuần thật là vui vẻ hạnh phúc nha các bạn. Ok, ngồi nghỉ ăn cơm em trai ơi, đồng xu cà nồi hả? Ok, chừng nào các bạn thoát hết rồi mình mới chia tay nha, đang rảnh mà. Bạn Trung, các bạn chim nhất là bạn Trung ở quận 12. Chiến binh này sáng mình có nghe một người bạn làm bên công ty nước xăng, bạn đó tên bằng Trinh, bạn giới thiệu là chiến binh này rất là hay anh ạ. Chiến này đã đánh nhiều giải nhất rồi, bạn đánh có độc chiêu là bưng phè, và điều đó bạn nói chính xác, cái gì cũng cá, sáng nay thế nào cũng trùm lòng, bạn thấy không, bạn nói chắc một cú một điều như và trùm lòng, thậm chí hơn trùm lòng nữa, vô chung kết luôn các bạn. Thôi nói thì nói chứ cũng còn 300 anh em, chào tạm biệt anh em nha, chào tạm biệt 350 anh em nữa nha. 56, 48, 40, 01, 07, 35, 02, 05, 06.